bạn vẫn đảm bảo các thực phẩm chứa nhiều chất xơ. Bạn vẫn ăn hoa quả hàng ngày, rau xanh bạn vẫn dùng đủ bữa. Nhưng ngạt nổi táo bón vẫn tìm đến bạn, gây cản trở không nhỏ đến cuộc sống, công việc và chất lượng học tập. Câu hỏi được đặt ra là vì sao ăn nhiều chất xơ, hoa quả, rau xanh mà vẫn bị táo bón? Lời giải đáp sẽ có trong chương trình tư vấn cùng tiến sĩ bác sĩ Trần Bảo Nghi, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Ngọc Minh 1. Với gần 30 năm kinh nghiệm, ông không ngừng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực mình theo đuổi, được nhiều bệnh nhân tin tưởng chọn mặt gửi vàng khi điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật, đặc biệt là viêm gan siêu vi, xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm loét dạ dày, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích, nhiễm HB, rối loạn chức năng tiêu hóa, vân vân. Bên cạnh công tác chuyên môn, tiến sĩ bác sĩ Trần Bảo Nghi còn có hơn 20 năm giảng dạy tại các trường đại học và bệnh viện lớn. Nhiều công trình nghiên cứu về tiêu hóa gan mật của tiến sĩ bác sĩ Trần Bảo Nghi được đăng tải trên các tạp chí y học uy tín trong nước. Mời quý vị khán thính giả đón xem chương trình trên YouTube, website fanpage AloBacsi và fanpage phòng khám đa khoa Ngọc Minh. Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cùng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Dạ vâng, xin được trân trọng kính chào bác sĩ Nghi đến với chương trình ngày hôm nay. Chào Thanh Ráp, chào quý vị khán giả. Dạ, thưa bác sĩ, chúng ta cũng đều biết là chất xơ trong thực phẩm thì có một cái vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe và hệ tiêu hóa của mình nói chung. Thế nhưng có một số người họ vẫn than phiền là dù họ ăn rất là nhiều trái cây rồi rau xanh nhưng mà họ vẫn bị cái tình trạng táo bón. Như vậy xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân này do đâu thưa bác sĩ Nghi? Để chúng tôi xin lược qua cái chất xơ là gì và cái lợi ích của chất xơ. Chất xơ thì là những cái chất mà nó có nguồn gốc từ thực vật, phải nhấn mạnh cái điều đó, từ thực vật chất xơ. Cái chất xơ này nó mang lại nhiều cái lợi ích, ví dụ như là nó cải thiện cái quá trình tiêu hóa, nó phòng ngừa cái táo bón. Cái chất xơ là nó tạo khối, nó chống đi táo bón và nó làm chúng ta nó dễ đi cầu. Chất xơ nó cũng có lợi ích trong cái chuyện mà nó phát triển những cái loại cái chủng vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Một cái lợi của cái chất xơ nữa là nó làm giảm cái lượng cholesterol trong máu. Chính cái sự giảm cái cholesterol trong máu này nó làm cho cái tốt, làm khỏe hơn cái hệ tim mạch của mình hơn. Rồi thêm một cái vai trò quan trọng của cái chất xơ nữa là nó điều hòa cái đường huyết. Nó có thể ngăn cái tiểu đường, cái đái tháo đường. Rồi thêm một cái vai trò quan trọng nữa mà người ta đã nghiên cứu được là cái chất xơ này nó cũng có phần nào nó góp phần nó phòng ngừa các chứng ung thư nói chung. Rồi về cái câu hỏi của anh hỏi là vì sao mà có những người ăn nhiều rau xanh, hoa quả nhưng mà nó vẫn táo bón. Thì chắc là nếu mà chúng ta nói về chất xơ, nói về táo bón, nếu ăn rau quả mà vẫn táo bón, chúng ta biết rằng trong cái chất xơ nó có hai loại, là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Có thể trong cái thực phẩm họ ăn vào, cái tỷ lệ chất xơ không hòa tan nó chưa đủ. Chúng ta biết rằng cái chất xơ không hòa tan là nó góp phần chính trong cái chuyện chống táo bón. Đó là một cái nguyên nhân có thể là như vậy. Và vừa rồi thì chúng ta cũng nhắc đến chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, nhưng mà đôi khi quý vị khán giả cũng không có hình dung, thì xin phép nhờ bác sĩ Nghi có thể giải thích một chút là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan thực sự nó khác nhau như thế nào, và đối với hệ tiêu hóa của mình để mà giải quyết tình trạng táo bón thì chúng ta cần phải bổ sung chất xơ hòa tan, và chất xơ không hòa tan là chúng ta cần bổ sung cái gì, cũng như là nhờ bác sĩ có thể giải thích một số thực phẩm nào là chất xơ hòa tan và một số thực phẩm nào là chất xơ không hòa tan thưa bác sĩ Nghi. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại là cái chất xơ nó có nguồn gốc từ thực vật và chia làm hai nhóm là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thì mình nôm na mình hiểu như thế này nè, chất xơ hòa tan là những chất xơ nó có thể tan được trong nước, và chất xơ không hòa tan là chất mà nó không tan được trong nước. Đơn giản như vậy thôi. Tôi muốn lấy một vài ví dụ điển hình để cho quý vị thấy là những chất xơ nào mà hòa tan chúng ta thường dùng trong hàng ngày, ví dụ như về rau, ví dụ như là rau đay hoặc là rau mồng tơi, những cái rau mà nó nhờn nhờn, đó là những cái thứ mà rau mà nó có chất xơ mà cái tỷ lệ hòa tan nhiều. Hoặc về đậu, ví dụ như là đậu ngự hoặc là đậu nành, thì nó chứa chất xơ hòa tan nhiều. Còn những chất xơ mà không hòa tan á, thì khi mà chúng ta qua miệng chúng ta nhai rồi chúng ta nuốt xuống thì nó không tan, và nó có cái xu hướng nó hút nước, nó hút nước, nó làm trương phình cái khối đó lên, làm cho khi nó di chuyển xuống cái đại tràng thì nó tạo ra cái khối phân lớn hơn, làm chúng ta cái quá trình đi đại tiện chúng ta nó dễ dàng hơn. Rồi trong cái chất xơ không hòa tan này thì nó tạo môi trường thuận lợi cho những cái vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa nó sinh sôi, nó phát triển. Thì chính điều này nó cũng góp phần cho cái quá trình tiêu hóa nó tốt hơn. Thì nói tóm lại thì chất xơ không hòa tan là nó có nhiều trong rau, củ quả, ngũ cốc và các loại hạt. Trước giờ chúng ta cứ ăn, chúng ta cứ uống mà chúng ta thật sự cũng ít ai mà quan tâm là cái chúng ta ăn là cái thứ nào là hòa tan và thứ nào không hòa tan, đúng không? Thực tế là đã vậy, đúng không? Ví dụ như một số cái thức ăn hàng ngày chúng ta ăn mà có chất xơ hòa tan, ví dụ như là cái bột mì, cái bánh mì, hoặc là cái lúa yến mạch, đó là có chất xơ hòa tan. Còn rau củ ví dụ như là cái cà rốt, cải xanh, củ cải trắng, đó là những cái rau quả mà nó có nhiều cái xơ không hòa tan. Rồi trái cây ví dụ như là trái bơ, trái lê, trái táo, đó là những cái thứ mà có không hòa tan. Còn những hạt, những ví dụ như hạt hạnh nhân, hạt chia, thậm chí là cái sô-cô-la, thì đó là những cái thức ăn mà nó có nhiều cái chất xơ không hòa tan và tốt cho sức khỏe chúng ta. Và thông thường thì chúng ta cũng hay truyền tai nhau là chúng ta cần phải bổ sung chất xơ để mà không táo bón, và khi mà đã bị táo bón rồi thì cần phải bổ sung nhiều hơn để mà có thể cải thiện tình trạng này. Thì xin phép hỏi cụ thể bác sĩ Hương là chúng ta bổ sung chất xơ như thế nào là đúng, là an toàn, và bổ sung như thế nào là đủ, thưa bác sĩ? Chuyện ăn uống thì chúng ta ngày nào cũng ăn, đúng rồi. Mà bây giờ hỏi mà ăn làm sao cho đúng thì nó cũng là nó thật sự mà cũng khó nói, thói quen chung. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng để hướng dẫn bà con làm sao để mình biết được cái gì nên tăng cường ăn, ăn chất xơ hòa tan và không hòa tan. Thì nói chung cái khẩu phần ăn của mình thì mình ngoài cái đạm, tức là thịt cá rồi chất dầu mỡ rồi đó, thì cái chuyện chất xơ này là một thành phần không thể thiếu. Thì để bổ sung cái chất xơ không hòa tan hàng ngày thì chúng ta chú ý những cái rau củ quả mà chúng tôi vừa liệt kê trên đó, chúng ta chú ý cái tên món ăn như vậy để cho chúng ta chú ý. Thì cách mà chúng ta dùng hàng ngày ra sao thì cũng do cái thói quen mình hàng ngày, nhưng mà mình cũng cố gắng mình sắp xếp sao cho nó khoa học. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta ưu tiên, ví dụ như là chúng ta ăn bánh mì, thêm cái cháo lúa mạch, rồi chúng ta tăng cường thêm những cái rau củ quả. Chúng ta nên ưu tiên các rau củ quả đồ tươi. Chúng ta cố gắng là ăn khi mà nó tươi, nó còn giòn là tốt nhất. Những cái rau củ quả chúng ta không nên nấu chín quá. Chúng ta nấu chín quá nhiều lúc nó mất chất đi. Tốt hơn hết thì chúng ta rửa sạch và ăn sống. Rồi ví dụ các loại quả thì chúng ta thật sự những loại quả thì cái chất xơ không tan nó có nhiều ở trong cái vỏ. Nhưng mà nhiều lúc ở điều kiện ở mình, nhiều lúc ăn trái cây, trái táo, trái đồ, nhiều chút đó là phải gọt bỏ thì chúng ta cũng hơi tiếc cái phần đó. Nếu mà nó bảo đảm được cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng ta rửa nước thôi để nó bay cái thuốc bảo vệ thực vật thôi. Thì chúng ta ăn nguyên cái vỏ thì nó vẫn an toàn. Tiếp nữa thì đối với nhiều người, người ta không quen ăn rau củ quả nha các bạn. Nhiều người ta không ăn rau, người ta không ăn trái cây luôn. Vì sức khỏe, vì cái cân bằng dinh dưỡng, mình hướng dẫn mình cho họ tập dần dần. Và cái số lượng rau củ quả cố gắng mình tăng lên dần dần. Và thêm nữa chúng ta biết những cái chất xơ này, xơ không hòa tan thì nó hút nước nhiều. Nên khi chúng ta cố gắng chúng ta nạp đủ nước, tức là ta uống nước để cho nó có nước để nó trương phình cái khối này lên. Rồi bây giờ thì thực tế hàng ngày, trong đời sống hàng ngày thì chúng ta ăn uống cái số lượng rau củ quả ra sao. Chẳng lẽ suốt ngày cái đầu ta cứ đậu gì củ gì cũng khó, nhưng mà thực tế hàng ngày thì nhiều chuyên gia người ta khuyên thì cái tổng lượng rau củ quả trong một ngày đối với một người lớn thì khoảng 400 gram. Về cái món mình đa dạng hóa 3-4 loại rau và cái khối lượng cỡ 400 gram. Đó là cái thực tế hàng ngày mình nên như vậy và tập thói quen dần dần để ăn rau củ quả. Nó có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là chúng ta hướng đến những cái rau củ quả hạt mà nó có nhiều chất xơ không tan, nó có lợi cho đường tiêu hóa. Dạ, như vừa rồi bác sĩ Nghi có chia sẻ là mặc dù chúng ta vẫn biết là lợi ích của việc cần phải bổ sung rau củ quả, nhưng mà có một số người họ rất là không thích ăn rau củ quả, đặc biệt là con nít. Chính vì thế mà hiện tại họ hay bổ sung thay thế bằng việc sử dụng một số bột, và họ cho rằng bột được chiết xuất từ rau củ quả hoặc là trái cây để mà sử dụng thay cho cái việc chúng ta bổ sung rau củ quả trái cây tươi. Thì xin hỏi bác sĩ là việc mà chúng ta bổ sung thay thế như vậy có nên hay không, và chúng ta sử dụng dài hạn dài ngày từ năm này qua năm khác thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không thưa bác sĩ? Thì nghe cái cách anh đặt câu hỏi nên hay không nên thì chắc là không nên rồi. Cái kiểu câu hỏi đó là không nên rồi. Nhưng mà mình phải nói được, mình phải phân tích được cái vì sao không nên và cái lợi cái hại của nó như thế nào. Chúng ta có thể là tưởng tượng, chúng ta nghĩ cái bột câu của gà chính là cái mà giống như cái đời sống công nghiệp đó, nha. Tất cả người ta chế biến, người ta cô đọng lại, nó thành cái viên hoặc là nó thành cái bột, thành một cái dạng có thể đi đâu xách đi được. Thật sự nó cũng có cái lợi ích đó. Có lợi ích thì người ta mới dùng chứ, và người ta mới sản xuất chứ. Đó, chỉ cần 30 giây là mở ra mình bổ sung mình ăn được liền, đúng không? Giống như cà phê pha sẵn vậy, rất là nhanh gọn, mở ra lấy vài viên ăn hoặc là xúc vài muỗng, rất là nhanh gọn, tại vì người ta chế biến sẵn hết rồi. Cái lợi ích thứ hai của nó là nó đa dạng. Thực tế chúng ta ăn hàng ngày rau củ quả, giống như hồi nãy tôi nói, chúng ta ăn 4-5 loại rau củ quả hàng ngày thôi. Nhưng mà còn trong cái bột rau củ quả, có thể người ta chế biến, người ta chiếm 15-20 loại bột rau củ quả trong đó. Người ta trộn, người ta muốn cái gì người ta chế biến, người ta trộn thôi. Thì nó đa dạng, đó là cái lợi của nó. Nhưng mà nó cũng có cái gọi là cái không được lợi. Không được lợi thứ nhất là nó qua chế biến rồi. Thì đương nhiên cái trong quá trình chế biến kiểu gì nó cũng biến đổi cái chất lượng đi, rồi nó mất chất, mất nước, một số cái vitamin nó bị mất đi. Khi mà ta chế biến lại, ta phải thêm những cái chất bảo quản vô mới để được lâu chứ. Thì cái điều đó thì về mặt cho sức khỏe thì nó không tốt. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta dùng cái bột rau củ như vậy á, thì lúc đó chúng ta gọi là chúng ta uống thôi chứ không phải ăn giống như rau củ quả nữa. Thì khi chúng ta uống như vậy á, uống nó xuống dưới bao tử, xuống dưới dạ dày, thì cái quá trình mà nhai rồi nuốt và cái cơ thể mình tiết những cái enzyme nó có lợi tiêu hóa, nhiều lúc cái quá trình đó nó bị mất đi, nó không còn nữa. Nên khi cơ thể mình nhiều lúc nó mất đi một số cái enzyme có lợi lẽ ra nó có khi chúng ta ăn, nhai và nuốt, cái quá trình bình thường. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái người mà ví dụ như mình đi du lịch đến khu nào đó, hoặc là trong một cái giai đoạn mình bận rộn quá, mình không thể chuẩn bị cái thức ăn rau củ quả như mình muốn được, thì nó là một cái giải pháp thay thế lý tưởng. Nên bây giờ đặt ra cái câu hỏi là nên dùng rau củ quả tươi hay là cái hộp, thì tôi nghĩ thì là hai giải pháp nó bổ sung cho nhau. Nhưng mà vẫn ưu tiên ăn rau củ quả hạt tươi hơn. Còn cái kia chúng ta bổ sung khi mà chúng ta không có thời gian, hay là chúng ta vì cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ đi công tác, đi du lịch xa, mà chúng ta không thể có rau củ quả được, thì đó là cái biện pháp chúng ta thay thế và bổ sung tuyệt vời. Xin nhấn mạnh lại, đó là cái bổ sung cho nhau chứ không phải thay thế nhau. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Nghi. Trong số phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta đề cập đến chất xơ và vấn đề táo bón. Thì thông thường thì khi mà chúng ta chỉ bị táo bón sinh lý thôi thì đôi khi chúng ta bổ sung chất xơ thì cải thiện. Nhưng mà đâu là những cái triệu chứng cảnh báo táo bón bệnh lý mà bà con chúng ta cần phải chú ý để mà đi khám kịp thời thưa bác sĩ Nghi? Về cái táo bón là một cái triệu chứng nó có trong nhiều cái bệnh lý khác nhau. Giống như anh nói là cái táo bón sinh lý là Ý là mình nói là cái táo bón mà do mình ăn không đủ chất xơ, thì trước khi bác sĩ chúng tôi mà nhắm đến cái bệnh đó và điều trị theo bệnh nhân theo cái hướng như vậy, thì chúng tôi phải loại trừ ra những cái táo bón do nguyên nhân bệnh lý, nguyên nhân thực thể trước. Cho nhiều lúc bác sĩ chúng ta mà cứ cứ thay đổi chế độ ăn, ăn rau nhiều đi, ăn quả nhiều đi, coi chừng nó ẩn sâu, nó có một cái bệnh lý nguy hiểm gì đó đâu sau. Giống như tôi nói, ví dụ như một số cái người mà thay đổi thói quen đi cầu hay là táo bón, có chừng người ta ung thư cái đại tràng, trực tràng gì trong đó mà mình không chịu phát hiện, không chịu đi tìm, mà cứ chăm vô cái chuyện thay đổi cái chế độ ăn rồi cái chất xơ, chất đồ này nọ, coi chừng mình để sót bệnh và mình để cho bệnh nhân cái thua thiệt trong cái trường hợp này. Xin được trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Nghi trong số phát sóng ngày hôm nay. Cảm ơn khán giả, cảm ơn anh Thanh Ráp. Dạ, và Thanh Ráp cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng lần sau. Quý vị khán thính giả có thể đặt lịch khám với tiến sĩ bác sĩ Trần Bảo Nghi tại phòng khám đa khoa Ngọc Minh qua số hotline 1800 8074. Chuyên gia khám vào buổi sáng và chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu tại cơ sở 1, số 20 Lãnh Bình Thanh, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, và sáng thứ Bảy tại cơ sở 2, số 262/4 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.